Ở bên Việt Nam mình có cái câu này, Quy không biết là ai đặt, mà mình xem mấy cái phim, đặc biệt là mấy ông bà ở ngoài Bắc á, hay nói lắm: dốt như chiên tu mà ngu như tại chức. Đó, quý vị anh chị em ở Việt Nam ai cũng nhớ cái câu này đúng không? Dốt như chiên tu mà ngu như tại chức. Đấy. À, đây, cái câu chuyện này đây nè. Đại tá anh hùng Nguyễn Văn Bảy bắn rơi 7 cái máy bay Mỹ, phải không? Bây giờ cuộc sống bình dị này kia rồi, bây giờ trong cái câu chuyện của ông Nguyễn Văn Bảy này kể chuyện mình nghe mình mới khiếp đảm. Nè. Bây giờ thông qua cái chuyện này ha, quý vị anh chị em coi nha. Đây nè, con số 7, cuộc đời của ông gắn liền với con số 7. Đâu rồi? Ở trên tờ Zin nè, tôi coi tôi thấy đã lắm. Người của binh cho biết, cuộc đời ông gắn với những con số 7. Đi bộ đội lúc 17 tuổi, học văn hóa 7 ngày, lên 7 lớp. Từ lớp 3 lên lớp 10, lái chiếc MiG-17, bắn rơi 7 máy bay Mỹ, được phong anh hùng lực lượng vũ trang năm 1967. Tôi không chịu nổi luôn. Nó học làm sao mà 7 ngày lên 7 lớp, tôi không bó tay luôn. Học 7 ngày lên 7 lớp mà ở lớp 3, học lớp 3 mà dám lái MiG-17 luôn. Ủa gan thiệt đó, tôi không biết sao rồi học lớp 3 mà giao cho lái chiếc máy bay chiến đấu, tôi cũng lại luôn. Mà những cái câu chuyện này nhiều lắm. Rồi xong còn cái câu chuyện nữa kìa. Anh Năm, sau khi anh Năm vào tiếp quản tỉnh Cà Mau, vì lúc đó chương trình anh là một trong những anh hùng lực lượng vũ trang. Sau khi tiếp quản thành phố Cà Mau, anh được làm huyện đội ủy viên lúc trình độ, lúc ở trong chiến khu học lớp 5. Cậu học lớp 5 mà đi ra điều hành cái cảng cá, rồi xong giao cho chức thường vụ ủy viên. Hèn gì bà con không có gạo ăn là đúng rồi. Thời kỳ của Đỗ Mười á, học từ lớp 3 lên lớp 10, ok thì đồng ý, muốn lớp 10 thì ghi vô lớp 10, đóng dấu phẩm đã qua đào tạo lớp 10. Đâu có xạo báo giết thiệt chứ, giết xạo gì? Ai nói là báo đó giết xạo thiệt như vậy chứ, xạo đâu xạo. Ông học 7 ngày lên 7 lớp chứ bộ, còn cái chuyện ông học được hay không là chuyện khác. Ông này ông học 7 ngày lên 7 lớp được. Được, muốn cấp bà dễ, có gì đâu, in đánh máy rõ ra thôi. Nguyễn Văn Bảy hả? Nguyễn Văn Bảy. Ok, hôm nay vô học lớp mấy? Là lớp 3 phải không? Lớp 4 nha. Nguyễn Văn Bảy lớp 4, cái kịch xong rồi. Vô cầm sách đọc xong rồi làm bài thi đi, cái qua ngày hôm sau. Nguyễn Văn Bảy lớp 5. Nguyễn Văn Bảy lớp 6, cái xong thôi, học lâu quá thôi, cuối tuần cấp bằng luôn em nội ơi. Rồi xong học là thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6. Ok, thứ 7 chủ nhật, thứ 7 chủ nhật nghỉ một bữa, qua thứ 2, thứ 4 cái xong rồi đúng 7 ngày. Trời, tốt nghiệp lớp 10 hả? Vô đây Bộ Giáo dục Đào tạo Chiến khu cục R đánh vô Nguyễn Văn Bảy tốt nghiệp hệ 10 lớp rồi, đủ trình độ học đại học rồi, ra ngoài Bắc đào tạo lấy mấy bài xong. Ôm súng AK học lớp 3 lớp 4 ở trong trường, đi ra làm sao tiếp quản cái Sài Gòn. Ồ, nguyên cái băng dốt thấy mẹ luôn. Mà mấy cái thằng mà vừa hồng vừa chiên có trình độ đâu có dám xài. Thành ra mới làm gì? Cắt cử lên làm cán bộ, thì nguyên cái đám trợ lý dưới này nè. Ê, mày có trình độ không? Mày về mày phụ cán bộ đi, rồi thằng này lái xe, thằng này làm gì đánh máy đâu biết chữ đâu. Thấy không? Thành ra mới có cái cụm từ nó gọi là lỗi thằng đánh máy, là gì á? Là tại vì không biết chữ. Không biết chữ thì bắt đầu nên giờ chủ tịch muốn em đánh gì? Ok, đánh vô. Cộng hòa xã hội, hồi xưa làm gì có computer như bây giờ, đúng không? Mấy cán bộ mà học 3 ngày lên 3 lớp á. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập, trừ tự do, trừ hạnh phúc. Đúng chưa? Chính xác chưa? Kéo qua một bên. Đó không? Sài Gòn ngày tháng năm đánh vô. Tôi tên là, đó không? Đồng chí gì đó. Thấy chưa? Đó quý vị anh chị em thấy rõ. Đánh vô thành ra mới sau này đăng lên thì cái này là do lỗi của người đánh máy.